Mạng xã hội hiện đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ giáo viên bị nhóm học sinh lớp 7 dồn vào góc lớp đã gây nhiều phẫn nộ, bức xúc. Sự việc được cho là xảy ra ở một trường trung học cơ sở tại Sơn Dương, Tuyên Quang. Theo đó, trong đoạn video, cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc lớp, đe dọa kèm theo lời chửi bới. Trước hành vi thiếu giáo dục của nhóm nam sinh, nữ giáo viên này không dám chống cự mà chỉ dùng điện thoại để ghi lại. Thậm chí một học sinh trong lớp còn nằm lăn ra đất nhằm vu oan cho giáo viên có hành vi không phải với mình. Kèm theo đó là những tiếng chửi tục, cười đùa của nhiều học sinh. Ngay sau đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội, nhiều người tỏ ra phẫn nộ trước sự thiếu giáo dục của nhóm học sinh này.